Chào mừng đã quay trở lại với Tạp Chí Thời Trang, nơi hứa hẹn sẽ đem đến hình ảnh độc quyền từ hậu trường của những buổi chụp ảnh, những người mẫu quyến rũ, những nhà thiết kế tài năng và cả những sự kiện thời trang đình đám. Tuần này trên Tạp Chí Thời Trang, chúng ta sẽ cùng nhau tham dự buổi khai trương của một trong những nhà hàng tốt nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây sẽ là nơi cập nhật nhanh nhất những xu hướng thời trang được yêu thích bởi các nghệ sĩ như Hồ Ngọc Hà, Linh Nga hay Hạ Kiều Anh. Sau đó, Tạp Chí Thời Trang sẽ có buổi trò chuyện đặc biệt với người mẫu Nhã Trúc về bí quyết trở thành một người mẫu hàng đầu. Cuối chương trình sẽ là Trang Khiếu với bộ sưu tập đầu tay của cô. Không có cách nào hay hơn để biết các xu hướng thời trang bằng việc theo chân những ngôi sao nổi tiếng. Đến tham dự sự kiện độc quyền của tuần này để gặp gỡ họ nha. Xin chào tất cả mọi người, mình là Linh Nga. Đến đây để chúc mừng tất cả những người trẻ mà đã làm được những cái sản phẩm rất là đẹp. Và hôm nay Linh Nga mặc một bộ trang phục của Kim May, cũng là cái nơi mà Nga đang hay chọn những bộ trang phục thật đẹp cho chính mình. Mong rằng tất cả những cái hình ảnh sắp tới sẽ là những hình ảnh mà mọi người yêu thích. Một Linh Nga trẻ trung và năng động. Tối nay thì Lê Thúy đang tham dự một cái event ra mắt một cái nhà hàng mới ở Sài Gòn. Và như các bạn thấy thì khai trương nên Lê Thúy chọn màu đỏ, và bộ trang phục này là của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Xin chào, tôi là Xuân Lan. Hiện tôi đang ở tại một nhà hàng rất dễ thương, rất lịch sự do diễn viên Linh Nga làm chủ. Tôi đến đây để chúc mừng cho bạn mình với bộ trang phục của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường trong bộ sưu tập mới nhất La Vie En Rose. Bộ sưu tập này sẽ được giới thiệu vào tháng 6 ở Mỹ. Tôi nghĩ rằng những bộ trang phục trong cái bộ sưu tập La Vie En Rose sẽ làm cho mọi người cảm thấy mình tự tin hơn, nữ tính hơn, ngọt ngào hơn và sang trọng hơn rất là nhiều. Phong cách lịch lãm và cổ điển chính là lựa chọn chung của rất nhiều nghệ sĩ khi đến với địa điểm nóng nhất của tuần này. Sau khi kết thúc ở vị trí thứ 6 trong chương trình Việt Nam Next Top Model mùa thứ 3, Nhã Trúc đã nắm lấy ngay cơ hội và làm việc hết mình để có thể trở thành một trong những người mẫu được tin tưởng nhất tại Việt Nam. Cùng Tạp Chí Thời Trang trò chuyện thân mật với Nhã Trúc để tìm hiểu về niềm cảm hứng giúp cô đạt được vị trí hôm nay. Xin chào Giang TV, hôm nay Nhã Trúc rất vui vì được tham gia chương trình Tạp Chí Thời Trang để chia sẻ cảm xúc của mình về công việc người mẫu. Tính đến thời điểm này thì mình đã gắn bó được với công việc người mẫu trong vòng 3 năm. Thật sự đây là một công việc mà mình chưa bao giờ nghĩ là mình có thể gắn bó lâu dài như vậy. Sau 3 năm làm việc thì mình cảm thấy yêu thích công việc của mình hơn. Công việc người mẫu là một công việc thực sự là tuyệt vời. Nó đưa đến cho mình rất là nhiều cơ hội, gặp gỡ nhiều người và được đi khắp nơi. Hy vọng rằng mình sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với công việc và phát triển sự nghiệp của mình trong nước cũng như quốc tế. Thật sự thì có rất là nhiều bạn trẻ họ qua Facebook và hỏi Nhã Trúc xem là bằng cách nào để có thể trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Thì Nhã Trúc biết công việc người mẫu đem lại một hào quang khiến cho người ngoài nhìn vào cảm thấy rất là yêu thích, và nhiều bạn gái trẻ cũng như là bạn nam trẻ rất là muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Qua đây thì Nhã Trúc cũng muốn cho các bạn một lời khuyên, thật sự là nghề người mẫu nó không có màu hồng như là các bạn từng thấy trên TV. Nó không chỉ đơn giản là bạn khoác một bộ trang phục đẹp, bước đi trên sàn catwalk là bạn có ngay hào quang danh vọng cũng như tiền bạc. Đó thực sự là bạn phải đặt cái tâm trong nghề. Nên khi mà các bạn muốn đặt chân vào nghề người mẫu thì thực sự các bạn phải có một tinh thần rất là vững, vì thực sự công việc này rất là khó khăn và đồng thời cũng có rất là nhiều cạm bẫy và các bạn phải dễ dàng sa ngã. Thì Nhã Trúc khuyên các bạn là khi mà các bạn đang chập chững bước đi vào nghề người mẫu thì các bạn nên có cho mình một công việc khác để làm hậu phương phía sau vững chãi. Thì như thế, nếu như mà sau một thời gian các bạn thử mà các bạn thấy không hợp thì các bạn sẽ có một phương án 2 để các bạn tiếp tục cuộc sống của mình. Đối với em thì em không chuộng vẻ ngoài cho lắm. Em nghĩ là một người đàn ông đẹp là một người mà có tâm hồn đẹp. Nhã Trúc thích phong cách khỏe mạnh, tự do, phóng khoáng nên Nhã Trúc hay chọn cho mình những trang phục nam để cách điệu, sau đó sử dụng chúng như là một trang phục nữ. Khi em không làm người mẫu nữa, em hy vọng là được đi du lịch vòng quanh thế giới à, không làm gì cả. Bộ phim yêu thích nhất của em là bộ phim Titanic. Thì thật sự đó là một chuyện tình yêu rất là cảm động, hy vọng sau này em cũng sẽ có một người yêu em đến chết như vậy. Hôm nay Nhã Trúc rất vui vì có cơ hội được chia sẻ tình cảm cũng như là kinh nghiệm về nghề người mẫu của mình cho tạp chí Thời Trang. Hy vọng rằng những chia sẻ Nhã Trúc sẽ có ích cho những bạn đam mê về công việc người mẫu. Xin chào! Thời trang sẽ luôn mới và đầy hứng khởi. Hãy cùng chúng tôi cập nhật nhanh những xu hướng thời trang mới nhất trên thế giới. Tiếp tục gặp một gương mặt xuất thân từ cuộc thi Việt Nam Next Top Model, Trang Khiếu, quán quân mùa đầu tiên. Không có nhiều người mẫu có được sự bứt phá như cô. Sau khi chiến thắng cuộc thi, cô trở thành một trong những gương mặt ảnh bìa ăn khách nhất. Với tần suất xuất hiện trên các bìa tạp chí nhiều hơn bất kỳ người mẫu nào. Trang Khiếu cũng từng sải bước catwalk tại New York và London. Tất nhiên, đừng quên danh hiệu người mẫu của năm mà cô vừa nhận tại lễ trao giải Elle Style. Không chỉ dừng lại ở công việc người mẫu, Trang Khiếu đã tiến thêm một bước trên con đường sự nghiệp thời trang của mình. Hãy cùng tạp chí Thời Trang ngày hôm nay gặp gỡ Trang Khiếu để lắng nghe những chia sẻ của cô về bộ sưu tập Trang Khiếu for Zalora. Xin chào, mình là Trang Khiếu và hôm nay mình cảm thấy rất vui khi mà được chia sẻ với mọi người trong chương trình tạp chí Thời Trang về bộ sưu tập vừa ra mắt của Trang mang tên Trang Khiếu Collection. Bộ sưu tập này thì có phải nói rằng là rất đa dạng. Có đen và trắng là cái hai màu chủ đạo, nhưng bên cạnh đó này còn có rất nhiều những màu sắc sặc sỡ phù hợp với mùa hè như màu đỏ hoặc là màu xanh dương hoặc là xanh tím. Ngoài cái việc về màu sắc ra thì cái phong cách cũng rất đa dạng, ví dụ như là có những trang phục thì mang cái hơi hướng unisex, sporty chic, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những cái bộ đồ mang cái đậm chất nữ tính. Cái điều khó khăn đó là đây là bước đầu tiên và gần như là Trang được tiếp xúc, Trang được trực tiếp thấy rằng là công việc trước kia thì Trang làm người mẫu chỉ mặc đồ thôi, nhưng bây giờ khi mà Trang tham gia vào quá trình thiết kế thì Trang có thể hiểu thêm cái sự vất vả cũng như là có rất nhiều quá trình xảy ra phía sau để mà tạo ra được một bộ đồ. Trang xin cảm ơn tạp chí Thời Trang rất nhiều vì đã dành thời gian để cho Trang chia sẻ về công việc của mình, và cũng rất mong rằng là mọi người sẽ dành thời gian để xem cũng như ủng hộ bộ sưu tập Trang Khiếu Collection. Tạp chí Thời Trang tuần này sẽ tạm dừng tại đây. Hãy đón xem vào tuần sau để cùng chúng tôi khám phá những chương trình thời trang hấp dẫn nhất, những buổi chụp ảnh công phu nhất và duy nhất chỉ có trên tạp chí Thời Trang. Xin chào, mình là Trang Khiếu. Trang yêu tạp chí Thời Trang và Trang yêu Gian TV.